Chào các bạn, nhân tiện mình đấu lại một cái động cơ cho một anh khách đó. Cái này anh khách lên xe điện nha. Anh thay thế cái động cơ xe điện sẽ nó gắn chỗ cái cầu sau á, nó gắn nằm song song với cầu sau á. Anh thay thế cái đó qua cái sạc pô này. Thì mình cũng bán thay thế những cái động cơ đó nhiều nha. Những cái động cơ mà đang gắn cho cầu sau á, những cái bộ mà các bạn lên Shopee hay là Lazada thấy nó bán sẵn á, gắn sẵn á, nhập từ Trung Quốc á, cái bộ đó có những cái nhược điểm gì so với những động cơ sạc vô như vậy thì mình chia sẻ đôi chút thôi nha. Có thể nó không đúng, có thể nó sẽ đúng một vài điểm, biết bao nhiêu mình chia sẻ bấy nhiêu nha. Nên khách nào có ý kiến thì cho mình biết nha. Cái ưu điểm đầu tiên mình chắc chắn 100% đó là nó tiết kiệm điện. Hai cái cùng công suất, cùng tốc độ, cùng công suất thì cái động cơ sạc vô này nó luôn luôn tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với cái động cơ mà đang gắn ở cầu sau của mấy cái xe điện ở trên group trên Facebook hay là trên mạng á, có rất là nhiều người chế xe bốn bánh á, chạy cái 1000W, cái trục nó dài dài ra, nó có cái răng xéo á. Cái loại đó thì nó ăn dòng rất là dữ luôn, ăn dòng nha, nó tiêu tốn cái dòng. Thứ nhất có tiêu tốn cái dòng, thứ hai là nó cái hiệu năng không cao. Hiệu năng không cao thì nó liên quan tới cái gì? Nó liên quan tới cái nam châm của động cơ. Các bạn xem đây, động cơ Panasonic Made in Japan nha. Những cái này thì nam châm trắng, nam châm rất là tốt từ Nhật. Còn những cái kia thì không thể làm tốt bằng những cái này. Cái này là lên máy CNC chất lượng cao, giá tiền nó cao. Còn cái kia thì lấy giùm anh cái. Thank you. Cái kia thì cái 500 nó không bằng các bạn. Cái 500 nó không thể làm 500 trắng. Khả năng 500 đen là rất là cao. Và cái hiệu năng nó không cao. Ví dụ như nó công bố là 1kW thì những người nào chơi thường á, đã xài qua sẽ biết. Thực tế ra khoảng 800W là cao nha, 800W là cao. Còn những cái này á, cái hiệu năng nó gần như là đúng với thông số sản xuất. Các bạn nhìn cái độ hoàn thiện. Bây giờ các bạn so sánh một chiếc xe máy hay là một chiếc xe hơi của Nhật với của Trung Quốc thì các bạn sẽ biết nha. Thì nhiều khi nói nó hơi dài dòng nha các bạn. Hiệu năng cao, tiết kiệm điện là có nha, là có. Đặc biệt một số cái lục giác như vậy nè, mình rất là thích. Tại vì sao? Tại vì nó rất là khỏe và nó cực kỳ tiết kiệm luôn á. Dòng các bạn nhìn thấy, dòng chỉ tiêu tốn 8.5A thôi cho cái động cơ 2kW. Lực kéo cũng rất là lớn nha, lực kéo 8 Nm/m. Thông thường những cái mà động cơ xe điện gắn cầu sau của Trung Quốc á, nếu mà 2kW nó tiêu tốn tầm 30A các bạn. Bạn nào không tin thì lên mạng tra nha. Tra, mình biết rất rõ về nó. Thì những cái này các bạn nhìn dây đồng mà. Dây đồng nha. Cái độ hoàn thiện rất là cao, rất là đẹp hàng nha. Mặt đạn cũng rất là ok, mấy chữ Japan hết nha. Các bạn nhìn Japan mà. Japan hay là gì mình không quan trọng, nhưng mà quan trọng cái hàng Japan nó lại ngon. Chứ nếu hàng China có để chữ China mà nó ngon thì mình cũng sẽ review rằng cái hàng China nó ngon. Chứ nhưng mà rốt cuộc á, thực tế là cái hàng China Japan nó đang chiếm ưu thế rất là cao nha. Yeah, chiếm ưu thế rất là cao. Rất nhiều người dùng đánh giá cao, cho nên là rõ ràng cái chữ Japan nó sẽ gây ấn tượng tốt hơn cái chữ China. Rất là nặng nha. Con này chứ các bạn nhìn vậy thôi chứ khoảng 10 mấy kg, 14 kg dài. Còn một cái nắp đít phía sau nữa nha. Nó là cái độ hoàn thiện chi tiết á, của Nhật rất là cao. Mình xài nó rất là sướng các bạn. Bản thân các bạn xem con này nó đã kéo, nó bản thân nó thì nó đang kéo một cái lực kéo rất là lớn. Cái bánh răng rất đã ha. Ok, con này thì cho anh khách. Thì con này mình đấu lại cho anh khách chạy
60V các bạn. Chạy 48, à 48 thì nó hơi yếu, nó không đạt công suất nha. Anh chạy 60V, 72V. Sắp tới mình sẽ bán rất là nhiều những động cơ như vậy, chạy 60V, 72V. Thay thế hoàn toàn những động cơ của Trung Quốc ạ. Chứ là nó tiêu hao điện nè. Thứ hai là nó không, hiệu năng không cao. Thứ ba là cái độ bền chắc chắn không bằng. Cái này thì còn hầu như là nguyên zin nha. Chạy cực kỳ êm luôn. Các bạn nhìn dây đồng rất là to ha. Ok, con này thì mình đấu cho anh khách chạy 60V, 72V. Và vòng tua ảnh cần là khoảng 3.000, 3.500. Thì sau khi đấu xong thì mình sẽ review chạy thực tế cho các bạn xem nha. Con này mình đấu về 60-72V, chạy tua khoảng tầm 3.000 cho tới tầm 3.500 nha. 4.000 thì mình không biết có đạt không, tại vì bình thường thì nó ra tầm 3.000-3.500. Ok, con này mình còn 1-2 con nha, khách nào cần thì mình sẽ báo giá. Con này mình đấu lại thì sẽ tính luôn công đấu nha các bạn. Tính luôn công đấu nha. Tại vì nếu các bạn nào mà muốn về tự đấu á, mình sẽ hướng dẫn cho đấu. Còn không thì bên shop đấu sẽ tính thêm. Một lần đấu thì tùy cái, tùy độ khó. Ví dụ như cái này thì nó dễ nè, thì mình lấy thêm ít. Còn những cái mà nó rất là vất vả, nó phải dây nó rất là nhiều và nó nhiều công đoạn, thì mình sẽ lấy thêm một chút. Tại vì tính theo thời gian á, chứ không thể mà phi cái phần này nha. Ok, làm xong mình sẽ review thêm một video nữa nha.